Chắc chắn là các bạn cũng đã từng giống như Khánh Long là mình thắc mắc là những cái vật dụng mà mình thường xài như là điện thoại nè, hoặc là đồng hồ, hay là sạc không dây, hay là tai nghe vân vân, thì những cái thứ này thì mình sẽ diệt khuẩn như thế nào? Khi mà mình đi từ bên ngoài về rồi thì mình chỉ được là sát khuẩn tay nè, rồi tắm rửa, hoặc là kỹ lắm thì có những người dùng cồn để lau bên ngoài bề mặt của các vật dụng thì việc rất là tốt thôi. Tuy nhiên làm sao mà mình lại thường xuyên mình có thể vệ sinh được, mình sát khuẩn được tất cả những cái vật dụng mà nhỏ như thế này, hoặc là khi mà mình lau thì mình ngại là cái nước á, độ ẩm nó sẽ làm ảnh hưởng đến những cái vật dụng của mình. Thì có một cách mà Long khám phá được rất là hay, muốn chia sẻ cùng với các bạn, đó chính là cái hộp diệt khuẩn này rất là đặc biệt và Long thấy nó rất là nhỏ gọn luôn, dễ sử dụng. Đây là hình thái ở bên trong của nó, nó rất là vừa cái tay cầm mình, đi đâu cũng dễ mang theo. Đặc biệt của chiếc hộp này là vừa có khả năng diệt khuẩn chiếu bằng tia UV nè, vừa có khả năng sạc được điện thoại của chúng ta. Với những cái dòng điện thoại mà sử dụng sạc không dây thì mình có thể đặt điện thoại lên đây và mình sạc pin ngay chỗ này. Và thêm nữa là nó có cái chức năng khử được mùi hôi, và đặc biệt là có chỗ mình cho tinh dầu vào để tạo cái mùi hương dễ chịu cho các cái vật dụng mà mình sử dụng, nó sẽ cảm giác thoải mái hơn. Đó, mở ra bên trong các bạn nhìn thấy bên trong này, họ thiết kế cái kích thước là vừa vặn để cho mình để những cái vật dụng như điện thoại. Đó, trong này còn trống thì mình có thể để thêm cái tai nghe. Đó, và bây giờ thì chỉ cần cắm nguồn điện vào. Đó, khi mà mình cắm nguồn điện vào mà nó hiện đỏ như thế này nè, đó là nó đã nhận nguồn điện rồi. Nếu mà không hiện màu đỏ lên thì chúng ta sẽ kiểm tra lại cái nguồn mà cấp vào. Nó có nhiều cái chế độ, một là mình sẽ nhấn để mình diệt khuẩn trong vòng 60 giây, tức là 1 phút, hoặc là sử dụng 5 phút. Thì nếu mà mình muốn sát khuẩn trong vòng 60 giây thì mình nhấn cái nút mặt trời nè một lần, còn nhấn 2 lần thì nó sẽ mặc định cài đặt là 5 phút. Rồi bây giờ mình nhấn một lần là 60 giây nha. Đó, nó kêu màu xanh cái tiếng beep, tức là bắt đầu nó làm việc rồi đó. Mình sẽ chờ đợi nha, 1 phút thì rất là mau thôi. Với cái vật dụng này thì lúc nãy là mình quên bỏ cái tinh dầu vào nè. Đó, bây giờ nó kêu cái tiếng beep beep rồi đó, tức là đã xong 1 phút rồi, mình gỡ ra. Đó, bây giờ mình có thể bỏ những cái vật dụng tiếp theo. Ví dụ như lần này thì Long sẽ cho cái khẩu trang vào để mà sát khuẩn. Mình sẽ tiếp tục mình thử với tinh dầu. Các bạn nhớ là đối với tinh dầu thì mình cho mỗi lần là từ 2 tới 3 giọt thôi, đừng cho nhiều quá. Rồi mình sẽ đặt khẩu trang vào. Cái mùi chanh xả rất là dễ chịu các bạn. Mình vẫn là bật chế độ 1 phút. Đó, kêu tiếng beep. Tức là đựng dừa trong cái hộp này mà những cái vật dụng mà mình không thể rửa, không thể giặt được thì mình có thể sử dụng cái hộp này để mà diệt khuẩn, có thể sử dụng đồng hồ nè. Rồi, hoặc là cục sạc dự phòng nè, rất là nhiều thứ mà chúng ta cần cái hộp này để mà sử dụng. Đó là cái phần giới thiệu của Khánh Long dành cho các bạn mà đang phân vân tìm kiếm những cái loại mà diệt khuẩn cho những cái vật dụng mà mình thường mang theo bên người, như là điện thoại, tai nghe, đồng hồ hay cục sạc dự phòng. Với cái hộp này rất là tiện dụng, dễ mang theo. Chúc các bạn sẽ sớm có một cái người bạn dễ thương như thế này sử dụng trong nhà mùa dịch cũng rất là hay. Nếu như các bạn thấy nội dung chia sẻ này giúp ích được cho các bạn thì hãy nhấn nút like và subscribe kênh của Long nhé, để theo dõi những cái video tiếp theo.